Vâng, ngày hôm nay showroom xe đam mê lại tiếp tục mang đến cho các bác chúng ta với một mẫu xe cực kỳ đẳng cấp đến từ thương hiệu xe sang nổi tiếng của Nhật, đó chính là Lexus. Một mẫu xe mà khi mới thì chủ nhân cũ phải bỏ ra một cái mức giá lên tới hơn 4 tỷ mới có thể sở hữu cho mình chiếc xe tuyệt đẹp này. Còn ngày hôm nay, với một mẫu xe mà còn rất mới, một chủ duy nhất từ đầu, lăn bánh chuẩn 5 vạn 9 km, full lịch sử bảo dưỡng hang và tất cả tình trạng của chiếc xe thì đều được cam kết cho các bác là còn nguyên zin nguyên bản. Một lỗi nhỏ thôi, bên em hoàn tiền lại cho các bác chúng ta 100%, không phải nói nhiều. Vậy thì dù được mệnh danh là ông vua giữ giá, nhưng hiện tại thì cái mức giá để mà các bác có thể sở hữu cho mình một chiếc xe đẳng cấp và còn rất mới này lại tiết kiệm được lên tới con số khoảng gần 3 tỷ các bạn. Vâng, gần 3 tỷ đồng các chị nhá. Vậy thì chi tiết chất lượng chiếc xe RX350 em xe đam mê đang có tại đây nó như thế nào, thì xin mời các anh chị chúng ta có thể cùng dành ít phút để đánh giá tổng thể về chất lượng của chiếc xe tuyệt đẹp này. Một trong những mẫu xe gầm cao hạng sang có thể nói là ăn khách nhất của thương hiệu Lexus tại thị trường Việt Nam cũng như là trên toàn thế giới. Thì những sản phẩm của Lexus thì các bác có thể thấy là ngoài mang đến cho chúng ta sự sang trọng đẳng cấp, nó còn mang đến cho chúng ta một cái khả năng vận hành cực kỳ bền bỉ, lành tính với chi phí vận hành sửa chữa thay thế linh kiện có thể nói là rẻ hơn hẳn so với các thương hiệu xe sang khác. Chúng ta có thể đi ngay giúp em vào cái phần đầu xe. Thì các bác có thể thấy đây là cái phần mặt ca lăng thế hệ mới với ngôn ngữ thiết kế có thể nói là đến từ tương lai. Hệ thống đèn pha thì các bác nhìn giúp em này, siêu đẹp luôn, với giải đèn LED xi nhan cực kỳ rực rỡ. Và hệ thống đèn pha chính của xe bên trong thì các bác có thể nhìn giúp em, nó được trang bị tới 3 bóng đèn bi siêu sáng. Và các chi tiết thân vỏ xe thì các bác nhìn giúp em này, rất liền là nguyên zin nguyên bản. Đây ạ, cabo nhá, thẳng tắp như kẻ chỉ, không một tí khe hở luôn. Mặt ca lăng thì chúng ta có thể thấy là với ngôn ngữ thiết kế mới, vâng, chúng ta có một cái nhìn như một mẫu xe đến từ tương lai, cực kỳ hiện đại với các chi tiết nan được sơn nhựa bóng piano này và logo thương hiệu Lexus. Đương nhiên là xe còn được trang bị cho chúng ta với cảm biến cảnh báo va chạm 4 vòng quanh xe. Và đèn gầm thì nó là đèn LED từ các chị nhé, full LED luôn. Và một cái thiết kế mà phải nói là không chê vào đâu được, đúng ạ. Và các anh chị nhìn cho em hệ thống đèn pha bên phía phụ của nó đây, vâng, rất rực rỡ, đúng không ạ? Và có thể nói là gây ấn tượng ngay cái nhìn đầu tiên. Chiếc xe này của em thì nó là bản full cao cấp nhất nhá, 2 cầu, được chưa ạ? Vâng, 2 cầu. Đấy, số tự động, động cơ V6 3.5 chứ danh của Lexus. Chiếc xe này thì được trang bị bộ la răng 3 chấu này, kích thước lên tới 19 inch. Và các bác có thể thấy các chi tiết của chiếc xe. Xe được chủ nhân cũ rất chăm chút, full lịch sử bảo dưỡng hang, vâng, bao cho các bác chúng ta trích test thoải mái luôn. Đấy, xi nhan cũng là một giải đèn LED tích hợp trên gương chiếu hậu. Và các anh chị nhìn cho em những đường mép cánh cửa của nó này, nó phải đều thẳng tăm tắp. Đấy, ngoài ra thì chúng ta thấy là xe được trang bị bậc cửa lên xuống, giá nóc để đồ trên cao. Một cái ngoại hình có thể nói là tuyệt đẹp, và một chiếc xe mà khẳng định luôn là không bao giờ bị lỗi thời theo thời gian. Và tiếp tục đi về phần đuôi phía sau thì đây, em quay cho các bác chúng ta từng cái chi tiết la răng này để các anh chị thể thấy nó đẹp xuất sắc luôn nhá, không một tì vết, những cái đường mép cản này đó. Và tiếp tục về phần đuôi phía sau thì chúng ta thấy là xe được trang bị với đuôi gió tích hợp đèn phanh trên cao, đặc biệt là cụm đèn hậu. Thì quý anh chị chúng ta có thể thấy là nó được trang trí với những giải đèn LED cực kỳ là tinh tế và đèn LED xi nhan nhé. Và chất lượng của nó thì đây, các bác có thể ngắm nhìn giúp em. Và không một tì vết. Phía dưới này chúng ta thấy là cũng được trang bị với cản thể thao với các chi tiết nhựa bóng piano này. Đấy, cảm biến cảnh báo va chạm phía trước, phía sau, được chưa ạ? Và một mẫu xe mà các bác có thể thấy cái vẻ đẹp của nó không chê vào được, đúng không ạ? Vâng, vậy thì thay vì bỏ ra một con số rất lớn như em nói là phải đến hơn 4 tỷ, vâng, 4 tỷ rưỡi, gần 5 tỷ chúng ta mới có thể sở hữu cho mình được chiếc xe đẳng cấp này. Còn ngày hôm nay thì với mức giá nó chỉ còn hơn một chiếc Camry 2.5Q một tí thôi là các bác đã có thể sở hữu cho mình được chiếc xe mà còn rất mới này nhá. Cốp mở điện, và các bác thấy là chỉ bằng một nút bấm thôi là cốp nó sẽ tự động mở lên. Và chúng ta sẽ có một cái khoang cốp thực sự rất là rộng để các anh chị chúng ta có thể mang theo vali hành lý trong những chuyến đi của mình. Và nó chia làm 2 tầng. Tầng trên này thì các anh chị chúng ta thể thấy là nó để giúp chúng ta để những đồ nhẹ này. Nhưng các bác nhìn ra cái đồ mới của nó này, đấy, không một tì vết. Còn nếu các chúng ta muốn để đồ lớn hơn thì chúng ta có thể kéo này lại. Đấy, các bác có thể thấy thì chúng ta sẽ có không gian cốp đủ rộng để các anh chị tha hồ để đồ. Và chủ nhân cũ thì thực sự là đi rất là giữ gìn này, có những tấm lót cao su với logo Lexus nhé.
Đấy, bỏ cái này ra các bác thấy là mới tinh luôn. Mới tinh tình tình luôn. Lốp dự phòng của xe thì các bác nhìn cho em nó còn chưa một lần chạm đất. Đã, chưa một lần chạm đất cái chị nhá, quan trọng này. Đó, cái độ mới của xe này thì gần như là để tìm ra một chiếc thứ hai chắc là không có luôn. Hệ thống âm thanh này, các chi tiết ốc cốp này. Đó, các bác có thể quan sát giùm em. Đây ạ, từ cái tem mác này, nguyên zin nguyên bản hết nhá. Đây ạ. Vâng, đây, cốp đóng mở điện bằng một nút bấm thôi. Thì chúng ta có thể thấy cốp xe nó sẽ tự động hạ xuống rất êm ái và mượt mà. Vâng, vậy thì đó là cái phần ngoại thất của chiếc Lexus RX350 này. Còn bây giờ để giúp các chị chúng ta có thể thấy cái được cái độ mới mà gần như là không có đối thủ chiếc xe, thì xin mời các anh chị ta cùng em đi vào không gian nội thất bên trong của chiếc Lexus RX350 này các anh chị nhé. Vâng, đương nhiên với một chiếc xe trị giá rất nhiều tỷ thì các bác có thể thấy là những cái vật liệu bên trong của chiếc Lexus RX350 này, nếu như so với các cái sản phẩm đến từ thương hiệu ngôi sao ba cánh Mercedes-Benz thì các bác có thể thấy là nó cũng cao cấp không hề kém cạnh chút nào cả. Đầu tiên thì chúng ta sẽ có một cái vô lăng thiết kế với các chi tiết vân gỗ và bọc da cao cấp. Và các bác nhìn cho em, vâng, cái thiết kế của nó quá đẹp và tinh tế theo thời gian. Và cái độ mới của nó, các anh chị nhìn cho em này. Đây ạ, các những phím bấm này nó còn nét căng như này nhá. Đây, từ cái logo này, từ cái chi tiết da này. Đấy, bên lạnh vậy. Đó, chiếc xe này được trang bị lẫy ga tự động Cruise ở phía sau vô lăng này nhá. Và mức cơ tơ mét chuẩn của xe thì đây các bác nhìn cho em, 5.9 vạn, sai 1 km tặng xe luôn, full lịch sử bảo dưỡng hãng nhá. Con này các bác có thể đem đi check test thoải mái. Vô lăng chỉnh điện. Và đương nhiên rồi, một chiếc xe mới như này thì mọi chức năng của xe thì vẫn còn cam kết hoạt động một cách trơn tru bình thường. À, khu vực bản táp lô trung tâm thì các bác có thể thấy là nó kết hợp giữa hai tông màu. Đấy, màu ghi ở trên và màu kem ở dưới. Và các bác nhìn này, mới chưa? Từ khay để cốc này. Đấy, cho đến đây. Các cái thông số chúng ta thì chỉnh đây nhá, mở cốp điện này. Đấy, quá tuyệt vời luôn. Đó. Ngoài ra thì chiếc xe các bác có thể thấy là được trang bị với nội thất ghế da màu kem. Rất đẹp và ở giữa đục lỗ thông hơi. Ghế lái và ghế phụ thì đều là chỉnh điện này. À, và đều sẽ có tính năng là nhớ ba vị trí ghế nhá, cực kỳ là cao cấp. Đây ạ. Tay nắm cửa mà chrome các bác nhìn về, nó mới đến mức độ khét lẹt luôn. Hệ thống âm thanh thì đến từ thương hiệu Mark Levinson nhá, và ngay ở trên bản tappy cánh cửa chúng ta thấy là nó sẽ có 3 loa này, 1 này, 2 này và 3 này. Và các bác nhìn cho em cái bản tappy cánh cửa của xe. Nó chưa một vết bám bẩn luôn các bạn. Đây ạ, các chi tiết nhựa này. Đấy, cái này là bọc da này. Đấy, da mềm. Da mềm nhá. Và đây các anh chị có thể quan sát về keo chỉ cam kết không mất 1 cm là luôn nhá. Đó, và đây ghế da mà các bác nhìn cho em này, nó còn chưa kịp có vết nhăn từ cái má ghế này. Cái dòng ghế da của Lexus thực sự là rất cao cấp. Đấy, nó khác biệt hoàn toàn so với những cái dòng da phổ thông. Các bác chạm vào cái chị ta cảm giác giống như là chúng ta sờ vào da em bé vậy, nó rất mềm và êm anh chị nhá. Đây, kể cả má ghế này. Đấy, các bác thấy nó độ mới của xe thì chưa. Vậy thì tiếp tục chúng ta có thể thấy ở đây thì chúng ta sẽ có một cái màn hình. Được chưa ạ? Màn hình nhá. Đấy, các bác có thấy này. Đặc biệt là với phiên bản này nó sẽ có cái cam cập lề. Có nghĩa là khi mà chúng ta bật xi nhan và vào số đi vào số D thì các bác thấy là nó sẽ có hiển thị cam cập lề để chúng ta, ví dụ như là trong cái trường hợp mà các anh chị đi vào những cái khu vực lề đường chẳng hạn, nó không bị chém, nó chiếu cho ra cái điểm mù phía trước. Đấy, và chi tiết các bác thể thấy này. Đề nổ này, hệ thống âm thanh của xe ở đây, đến từ thương hiệu Mark Levinson cao cấp nhá. Đấy, hệ thống điều hòa của nó thì đương nhiên là hai vùng độc lập rồi. Và đây chúng ta sẽ có cái khu vực cần số đặc trưng của dòng RX350. Đấy, ở đây thì chúng ta sẽ có một cái trackpad này. Vâng, thế hệ mới. Đây các anh chị có thể di chuyển này. Nó giống như là cái con trỏ chuột vậy. Đấy, rất là hay. Được chưa? Đấy, bản này bán 2 cầu nhá. Thì các bác thấy ở đây chúng ta có gài cầu này, cân bằng từ chống trơn trượt. Ngoài ra thì ở đây các bác thấy thể thấy là chúng ta còn có sưởi và làm mát. Sưởi làm mát hai ghế trước nhá. Các chi tiết vân gỗ này. Đấy, nhưng các chị nhìn xem chi tiết nhựa của nó. Nó còn mới tinh luôn. Gương triệu chống chói và trần nỉ cũng là lỉ nhung nhá. Cái nỉ nhung này các bác thấy là rất mềm. Đấy, rất mềm mà các bác nhìn này. Cũng chưa một vết bám bẩn, có cửa nắp rồi. Quá đẹp luôn. Và thực sự là nói về độ đẹp, độ mới thì gần như là không đối thủ luôn các bạn. Các chị nhìn cho em ghế của nó này. Vẫn còn căng đét. Đó. Vậy thì đây. Tiếp tục thì em quay các bác các chi tiết bản lề cửa để các anh chúng ta có thể thấy độ zin nguyên bản của xe này nhá. Đấy, bao chiếc khang thoải mái luôn. Được chưa? Vì xe là full lịch sử bảo dưỡng hãng. Và các anh chị nhìn cho em này, tem mác của nó này. Con này là bản nhập Nhật nhá, từ cái móc khóa này. Tất cả tem mác còn nguyên zin nguyên bản từ A đến Z, từ con ốc bản lề này. Được chưa? Cho đến kể cả cái chi tiết nhựa ở cái phần cản dưới các bác nhìn cho em.
nó vẫn còn đen lay láy luôn. Đó, để các bác có thể thấy được cái độ mới của xe này. Vâng, quá mới luôn. Và đặc biệt là dù được trang bị với khối động cơ V6 3.5, nhưng các bác có thể thấy mức tiêu hao nhiên liệu theo công bố nhà sản xuất nó ăn có 10,8 lít xăng thôi. Vâng, 10,8 lít xăng, còn ngoài đô thị ăn có 8,6 lít xăng các chị nhá. Không hề tốn xăng một chút nào cả. Đúng không ạ? Đúng là có thể nói là chiếc xe này nó vẫn thừa hưởng những cái giá trị cốt lõi của Toyota mang lại cho những cái sản phẩm của mình: bền, lành và tiết kiệm nhiên liệu. Và tiếp tục đi về đây thì chúng ta với cái hàng ghế thứ hai, thì quý anh chị chúng ta có thể thấy này, cái độ mới của nó. Đây em quay cho anh chị. Tất cả ghế đều là da zin nhá. Vâng, da bọc lại em không tính tiền, nhưng mà các bác có thể thấy đây. Từ cái tựa đầu này chưa một vết nhăn. Đây ạ, từ cái má ghế này. Đấy, các bác thấy cái độ mới khủng khiếp chưa? Chân này không một vết bám bẩn luôn nhá. Đấy, hay là kể cái tựa ghế này phía trước này, các anh chị nhìn cho em này. Đấy, đây chúng ta có một cái hộp để đồ nhá. Đấy, cửa gió điều hòa cho hàng ghế thứ hai này. Đấy, không gian nội thất rất rộng rãi và tiện nghi, đúng không ạ? Và đây các bác nhìn này, cái nội thất màu kem này, nhìn nó cái nội thất bên trong nó sáng màu, đúng không ạ? Nhìn nó tươi. Đấy, tapi cánh cửa thì các anh chị cũng có thể quan sát giúp em. Đây ạ, các chi tiết da của nó này. Đấy, vân gỗ, toàn bộ kính là auto nhá. Toàn bộ kính auto. Đấy, từ cái móc khóa và từ cái tem mát. Đó, các bác thấy nó mới chưa? Vâng, quá mới luôn. Vậy thì đây, tiếp tục em lại quay cho anh chị ta với khu vực bảng tapi cánh cửa bên này. Đấy, rất mới luôn nhá, rất mới luôn. Và nguyên zin nguyên bản từ A đến Z nhá. Đây các bác nhìn cho em này. Rất mới luôn. Vậy thì đây, lại tiếp tục chúng ta nhìn cho em cái bản tapi cánh cửa bên phía phụ. Không một vết bám bẩn, nhớ ba vị trí ghế này. Đấy, các chi tiết bàn lề đây. Tất cả tình trạng còn nguyên zin nguyên bản, và kể cả cái hộp để đồ các bác nhìn cho em, nó còn mới đến mức độ như này. Đây ạ, sách hướng dẫn đây, không thiếu cái gì luôn nhá. Này các bác nhìn này. Đây, các chi tiết nỉ bên trong này. Mới tinh tình tình luôn, đúng không ạ? Ghế phụ thì chưa một vết nhăn luôn các bác anh. Các chị nhìn cho em. Đây này. Đây, ghế chỉnh điện này. Và tất cả các bác nhìn. Đấy, từng nốc nguyên zin nguyên bản từ A đến Z. Và vậy thì đó là nội thất và ngoại thất của chiếc Lexus RX 350 này. Vậy thì bây giờ để giúp các chị ta đánh giá cái tình trạng kỹ hơn, thì em sẽ quay cho các bác chúng ta khoang động cơ của xe nhé. Vâng, vậy thì đây là khoang động cơ với cỗ máy V6 3.5 chứ danh của chiếc Lexus RX 350. Nhưng em đang nổ máy mà các bác có thể thấy là con này nó nổ còn êm như là máy xăng luôn, à máy điện luôn các bác nhá. Đây chỉ nghe cho em, gần như không tiếng động. Đấy, khoang máy thì rất là kín, nhưng mà như em nói là bao zin nguyên bản toàn tập cho anh chị nhá. Đấy, các bác nào mà cảm thấy lăn tăn chất lượng, anh chị vẫn hoàn toàn có quyền là đem đi check hãng một lần nữa trước khi chúng ta giao dịch, được chưa ạ? À, một chút nữa thì em sẽ quay phần gầm thì các bác có thể đánh giá được cái tình trạng của xe. À, từ nóc này, từ cái tấm nỉ này. Đấy, tất cả tem mác các bác có thể thấy đều còn nguyên zin nguyên bản. Nhưng mà thực sự chúng ta phải cảm thấy thán phục với cái công nghệ động cơ của chiếc Lexus RX 350 này. V6 3.5 mà nổ máy chúng ta chỉ thấy là khẽ như này thôi, quá êm luôn, đúng không ạ? Đấy, và khả năng tăng tốc thì cực kỳ mạnh mẽ. Vâng, vậy thì trước mặt các bác đó là một chiếc Lexus RX 350 được sản xuất năm 2015 nhập Nhật. Đấy, con này của em là một chủ duy nhất từ đầu nhé. Lăn bánh 5.9 và full lịch sử bảo dưỡng hàng. Một lỗi nhỏ hoàn tiền luôn cho các bác, không phải nói nhiều. Vậy thì với mức giá ngày hôm nay, để có thể sở hữu cho mình được chiếc xe hạng sang đẳng cấp này với con số chỉ có 1.600.000.000 thôi. Vậy thì bác nào yêu mến và quan tâm tới chiếc SUV hạng sang đến từ thương hiệu Nhật Bản, các anh chị chúng ta có thể xuống với địa chỉ xe đam mê hiện nay ở số 175 đường A Định, thành phố Hải Dương, hoặc nhấc máy alo cho bác Phúc theo hotline 0935 3233 hoặc 0969 28 999 để em hỗ trợ và tư vấn cho các anh chị ta cụ thể về thủ tục mua bán sang tên đối chủ hay là vận chuyển chiếc xe này đi đến mọi miền Tổ quốc các bác nhé. Vậy thì một lần nữa rất là cảm ơn các anh chị đã cùng dành chút thời gian theo dõi buổi giới thiệu xe ngày hôm nay. Chúc anh chị một ngày mới thật vui vẻ, và bác nào thực sự quan tâm hãy cùng nán lại để kiểm tra phần gầm của chiếc xe để đánh giá tình trạng của em nó một cách toàn diện nhất. Vậy thì bây giờ xin mời các bác chúng ta chuyển xuống phần gầm của chiếc Lexus RX 350 này. Vâng, đây tôi chia sẻ cho anh chị khi xem phần gầm thì nó có lợi ích gì. Đầu tiên là những cái đầu này, phần nhựa này. Đấy, phần nhựa này phẳng căng này, không sợ va chạm nhé. Con xe này thì đây, từ cái nhựa này, nhựa nhé, không bị gãy vỡ, không sợ bị va chạm, rất dễ tổn thương. Nhưng con này thì phải nói nó như thế này cho nó nghĩa này. Đây, các bác nhìn con xe của em, nó khủng khiếp như thế này. Tem này, từ cái ốc các te này, à, ra từ con ốc này,
toàn bộ là 7 màu như một cỗ máy mới luôn. Đây từ con ốc này. Đây các bác nhìn này. Thấy không? Theo nhà máy nhá. À, từ con ốc này. Đấy, từ khe khe từng ốc này. Các bác nhìn xem những con ốc này. Tem này. Đây là phần gầm nó là mãm bám các bác nhá. Đây này. Nó như một chiếc xe mới luôn. Đúng là vừa hết rốt đa xong. Đây các bác nhìn xem này, từ con ốc. Máy này. Zin tuyệt đối này. Ốc này, nhìn ốc này. Ốc cá te này. Ốc này. Đấy, đây, các bác nhìn cho em này. Quay chữ cho các bác nhé. Để các bác thấy hết cái giá trị của chiếc xe này. Được chưa ạ? Thế này đã chuẩn chưa ạ? Đó. Đây. Những cái phần cục phanh này. Từ con ốc này. Hàng A này. Ốc này. Đấy, hai cầu nhé. Đây, dẫn động cầu này. Các bác nhìn cổ phanh này, từ con ốc này, zin này. Như mới luôn. Đó, được chưa? Ốc càng ngang này. Càng máy này. Phần gầm tất cả từ cái tấm nhựa nhá. Nó cường không một vết xước luôn, có nghĩa là nó chưa bao giờ bị cọ gầm xuống đất. Chứ chưa nói là va chạm. Các bác nhìn cho em này. Được chưa? Đấy, bô này. Chuẩn nhá. Đấy. Và chúng ta nhìn ngược lại cái máy đã cách thương đằng sau từ con ốc kia. Chuẩn chưa các bác? Đó, làm như thế này thì check test này, từ cái tem ở đây nè. Nói thật là bậc các bác nói chữ tín, không có tuổi với tôi. Đấy, nó mới làm xe. Đấy, check test, làm sao mà check test như thế này. Các bác cứ mất tiền oan làm gì. Đấy, tôi mà quay như này bán xe thì các bác không cần check test nữa. Cứ đưa cho thợ xem hộ thôi. Chữ tín có làm, các bác lét căng như này không? Từ con ốc từ cái tem. Đây, bô. Đây, hệ thống cổng sau, ốc này 7 màu hết này. Đấy, 7 màu hết đây nhá. Này, cái con ốc này. Đây, những con ốc này. Con ốc này. Đây, nhạc quang nhìn em này. Đấy, đây này. Được chưa? Như mới tinh. Bô này. Những ô tôn sau này. Xanh nẹt hết. Và cuối cùng là đầu taxi này để tránh va chạm này. Rằng này. Tàng hợp kim nhá, nguyên bản hết. Đấy, nguyên bản hết các bác này. Được chưa? Đó. Khổ quá. Nước rõ mắt đây các bác ạ. Đây nè, đằng sau nhá. Đằng sau nhá. Hộp, hộp kim chuẩn nhá. 100% luôn. Ô tô các thứ này, xanh nẹt hết cả các bác này. Nhìn nó sướng đã này. Mất tiền, sướng các bác ạ. Đúng như những con xe hơn 5 vạn km thì nó thế đấy. Đấy, nó thế đấy các bác ạ. Đấy, cái chân ốc máy đây nhá. Đây bác thợ là nhìn cho em, đây là cái, đây là cái ốc, đây là chân máy nhá. Và ốc chân máy này. Xin đét chưa? Đó, nhìn sướng mắt, đã mắt luôn. Thank you các bác. Đó mới là giá trị để xúc tiền. Và cảm ơn các bác.